Hello, em là bông trang Mỹ Vàng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn trên YouTube cũng như là trên Facebook, TikTok. Hôm nay em Mỹ Vàng và sắc, em xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn ngắm hoa buổi sáng. Cây bông Mỹ Vàng, khách hàng nào yêu thích sở hữu thì inbox Zalo mình shop em. Đây là cây cao cũng cỡ tầm 1 mét rồi. Cái này là thuần trong chậu à. Đây còn đây là cây mẹ. Cây mẹ đang có bông. Dạ, còn bên đây là cây con à. Rồi. Ông bà cô chú anh chị và các bạn yêu thích, nhu cầu mua thì inbox bên em ạ. Cảm ơn ạ. Bye bye. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.